Một số người nói năm nay búp bê sẽ không có Giáng sinh. Hừ không, mình có thể quen với sự bùng phát zombie, nhưng hủy bỏ Giáng sinh là hơi quá đấy. Ta với tư cách là zombie, ta nói là sẽ có Giáng sinh. Ông già Noel làm được mà, xem đi. Trong khi đó, ông già Noel trẻ đang đi quanh khu rừng mùa đông để tìm tuần lộc. Này, các bạn đi đâu rồi? Tiếng động lạ khiến ông già Noel bị phân tâm. Ai đó? Tuần lộc à? Đầu tiên, màn sương mù nhỏ xuất hiện. Một lúc sau, nó đã bao phủ cả ông già Noel. Ừ không, zombie lại giở trò nữa. Chúng đã tìm ra cách mới để biến đổi người. Giáng sinh sẽ như thế nào đây? Sơn da ông già Noel màu xanh lá. Ông ấy không được khỏe lắm. Vẻ mắt màu xám, đồng tử đen và kẻ mắt. Có quầng thâm dưới mắt và làn da trông không quá tươi tắn. Đội mũ vào, tạo bộ râu nhọn bằng len. Phong cách thời trang zombie mới nhất đây, con người không hiểu được đâu. Làm nổi bật lông bằng phấn màu xanh lá và đen. Quần áo này rất đẹp với zombie đấy. Vài vết cắt và sợi chỉ bị tuột. Tốt hơn nhiều rồi, hoặc tệ hơn trong trường hợp này. Virus zombie khiến ông già Noel trông già hơn mấy thế kỷ luôn. Ông già Noel thức dậy trong rừng. Ta đang ở đâu? Tuần lộc đâu rồi? Ông bị ngã, vấp phải cành cây, trượt xuống dốc và cuối cùng đến cánh đồng trống. Ánh sáng, quá sáng trong thành phố rồi. Ngôi nhà khổng lồ. Ai để khăn này ở đây vậy? Nó sẽ có ích đây. Ông già Noel và các zombie tiếp tục bước đi. Cắt một phần túi đựng rác, tạo hình túi quà và buộc ri băng vào xung quanh. Trang trí kim cương giả, dán bông tuyết vàng lên. Không tưởng tượng được ông già Noel đã mang quà gì đâu. Đây là nơi mình đánh mất nó. Nhẹ nhõm quá, tưởng đâu năm nay không có quà rồi. Ông già Noel gặp khó khăn trong việc kéo túi đi. Ông cũng dừng lại để tìm thức ăn trong thùng rác. Mình vụng về quá, lại đánh rơi nó rồi. Làm bánh zombie từ đất sét nhẹ, tách miếng này thành hai bên của não bộ, thêm chi tiết bằng dụng cụ tạo hình và làm nổi bằng phấn màu khô. Chấp nhận neon là phần quan trọng. Sao có thể làm bánh zombie mà thiếu nó được chứ? Cho bánh vào trong hộp, đậy nắp hộp có hình đầu lâu Giáng sinh lên. Cốc cốc. Ai đó đã gõ cửa sổ. Ông già Noel thật sự mang quà cho bọn mình sao? Của các con đây. Con muốn quà sao? Bắt nè. Đầu lâu trên hộp nhìn đáng sợ, nhưng hãy xem bên trong đi nào. Ê ơi, não. Ghê quá đi. Trẻ con ngớ ngẩn, giờ con sẽ nhận được quà, đặc biệt là bánh nè. Trốn sau cây, zombie không thông minh lắm đâu. Làm mặt nạ phòng độc nha. Lấy phần trên của chai đồ chơi và dán hai hạt cườm vào hai bên. Cắt bớt phần thừa đi. Sơn móng tay trong và rắc kim tuyến lên. Sơn phần chính màu đỏ và các hạt màu xanh lá. Dán các hạt lớn làm bộ lọc. Wow. Cố định mặt nạ phòng độc bằng dây thun nha. Jen muốn biết nguyên nhân ông già Noel biến thành zombie. Bạn ấy lần theo dấu tay và tìm ra cánh đồng nơi ông tìm thấy chiếc khăn. Ồ không, sương mù. Chắc có zombie xung quanh rồi. May là mình có mặt nạ phòng độc đây.
Sau khi về nhà, Jane quyết định nói chuyện với ông già Noel. Cháu biết là trong sâu thẳm ông vẫn là ông già Noel. Có ma thuật khiến ông trở nên như vậy. Tay ông lạnh như trái tim của ông nè. Không thể nói chuyện với ông mà không có mặt nạ phòng đâu. Cầm lấy cây thông Noel này và nhớ là bọn cháu yêu ông già Noel và muốn ông quay trở lại lắm. Làm tuần lộc zombie nha. Tô bức tượng mút xốp nhỏ, sơn đen sừng, mặt và móng guốc, vẽ xương trắng ở một vài chỗ. Chú tuần lộc dễ thương thật, mặc dù đôi mắt nút hơi đáng sợ. Thêm miếng lông giả vào ngực và cái đuôi mềm mại, làm nổi bộ lông bằng phấn màu sặc sỡ. Thêm vòng cổ vàng vào cổ nha. Tuần lộc của ông già Noel đang ăn trên cánh đồng tuyết. Nhưng tuần lộc zombie có kế hoạch khác. Tuần lộc sợ hãi sau khi ngửi thấy mùi zombie. Tuần lộc zombie khiến cho chúng sợ và lấy trộm xe tuyết đi. Caroline đang ngắm tuyết. Mình muốn đi trượt băng trước Giáng sinh quá đi. Cắt một phần của kẹp giấy, dán nó vào giày của búp bê. Sơn bạc đế trượt. Trang trí phần trên đôi giày bằng dụng cụ rửa ống và ngôi sao. Yay! Ước mơ sẽ thành hiện thực. Caroline và Jane đã cùng nhau đến sân băng. Còn gì tuyệt hơn trượt băng với bạn bè chứ? Zombie trên băng chắc chắn là không. Cẩn thận! Ông già Noel đang đến. Caroline trượt băng rất giỏi. Bạn ấy và Jane khiêu vũ cùng nhau nè. Nhưng ông già Noel thì không. Chỉ có đầu của ông xoay thôi. Nắm tay cháu nè, cháu sẽ chỉ cho ông. Caroline đã dạy ông già Noel cách trượt băng. Và ông đã làm được. Yay, ta trượt băng nè. Hãy làm đồ trang trí cho cây thông Noel. Vẽ theo một chai nhỏ trên bìa cứng. Cắt bỏ nắp đi. Sơn màu bạc. Dán nó vào chai. Tạo một vòng từ sợi dây. Đổ chất nhờn xanh vào. Các bạn đã sẵn sàng cho phần hay nhất chưa nào? Trang trí cây thông Noel thôi. Mình có mang theo hộp đồ trang trí. Làm vòng hoa từ chiếc băng cũ và trang trí lên nha. Trong thời đại dịch zombie, con người còn lại không nhiều. Họ trang trí bằng mọi thứ họ có thể tìm thấy. Uốn cong hai sợi dây dày, chúng sẽ làm bánh. Làm khung cho xe trượt tuyết bằng sợi dây mảnh. Dán các xiên gỗ lên. Sơn màu nâu sẫm. Bôi sáp nến như thế này. Lớp sơn trắng sẽ không bám tốt và rất dễ tẩy đi. Giờ xe trượt tuyết trông thật cổ điển rồi nè. Trang trí mặt sau với nhánh linh sam. Thêm đồ trang trí ngày lễ nữa nha. Xe trượt tuyết xinh đẹp đã xong rồi. Tất cả trẻ em đều ở đây trượt tuyết. Cho đến khi tuần lộc quay lại, một trong số zombie đang lùa lũ trẻ đi. Không quá nhanh nhưng mọi người đều vui. Lấy đất sét nhẹ xanh lá và cam, nhào lên. Làm hai sợi dây nhỏ, xoắn chúng thành hình xoắn ốc. Đặt cây kẹo vào một cây tăm. Trang trí kẹo bằng nơ đỏ. Và cho tuyết vào bên trong chai. Ribbon vàng và nơ có thể giúp cho chúng ta trang trí. Caroline và Jane quyết định giúp ông già Noel giải ma thuật zombie. Chúng ta cần làm kẹo giải độc. Cách duy nhất để giúp ông ấy đấy. Trộn hai thành phần bí mật và chút chất nhờn để làm caramel. Các cô gái đã làm rất tốt và đã làm ra 3 chiếc kẹo mút. Ông già Noel của ông nè. Kẹo. Nhìn ngon quá. Cảm ơn nha. Yeah, ông già Noel đã trở lại. Thành công rồi.
Sau khi ông già Noel giải được ma thuật zombie, chắc chắn là Giáng sinh đã trở lại đúng hướng rồi. Ngôi nhà tràn ngập tinh thần Giáng sinh. Lửa cháy trong lò sưởi. Và các em nhỏ đang ước điều ước Giáng sinh. Hãy like video này, đăng ký kênh La Lilu. Và nhớ bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nha.